buồn chi chim bay về núi, cá buồn chi cá lui xuống sông. Dạo miền sơn cước xuống miệt đồng để thăm em, bước xuống Bắc Cần Thơ thấy sóng xô nước đầy, bước lên bờ Dàm Cỏ thấy nước chảy thuyền nghiêng. Anh biết chắc nơi đây gần xóm Bình Điền, anh tìm hoài không thấy, anh tìm hoài không thấy bóng em trong bộ hành. Mồ tổ cái thằng ngoại, dám hò quê tình chọc ghẹo bà già này phải không? Ngoại ngoại ngoại, ngoại thấy con hò giống người xưa không ngoại? Cái thằng tối ngày chỉ biết nịnh ngoại không à. Tha cho con đó nghe. Ủa mà sao hôm nay con không đi học? Dạ con được nghỉ Tết rồi. Ngoại ơi, con tính trong bụng ngoại chắc có mấy chục cuốn từ điển ca dao lửng á. Hò về hát hoài không hết luôn vậy á. Ngoại ơi, vậy chắc là con phải nhờ ngoại giúp làm luận văn tốt nghiệp kỳ này. Ngoại già rồi học hành được bao nhiêu mà dám làm bài thi cho sinh viên xuất ra trường, chỉ biết quẩn quanh trong khu vườn nhỏ hẹp, tưới kiện cho bông nở rộ cho vui nhà. Trời mờ sương ngoại đã tưới xong rồi, nắng chang chang thì còn tưới nữa làm chi. Ngoại đã già nua nên hãy quên già lẫn lộn, nếu có nói sai con cũng đừng cười. Ủa tại sao con tốt học suốt ngày lại sanh tật làm biến rồi phải không? Trời ơi ngoại ơi ngoại, con đã nói với ngoại rồi, con được nghỉ Tết. Ngoại đừng rầy con tội nghiệp. Ủa mà ngoại cũng lạ thiệt nha, cái chuyện mới nói thì ngoại hơi quên hết trơn à. Còn những câu hò về xưa lắc xưa lơ ở dưới làng Long Tuyền, quê cũ của ngoại á, mấy chục năm trời thì nhớ không sót một câu. Bộ ngoại có kỷ niệm nào sâu sắc với người trong mộng hả ngoại? Phải không? Bậy nè, già cả rồi, người trong mộng cái gì nữa. Ngoại nhớ những điệu hát đối ở làng xưa, có lẽ vì nơi đó có tuổi xuân của ngoại, thời con gái đẹp nhất. Ngoại nhớ thời con gái cũng phải, nhưng mà khổ nhất đó là ngoại cứ nhớ cái chuyện hồi nhỏ của con à. 1-2 tuổi nào là nhõng nhẽo ra làm sao, rồi ở chuồng tắm mưa, nào là... Ngoại hỏi con nè, đứa nào hồi nhỏ mà không có nhõng nhẽo, không có đái dầm không? Có gì mà quê hả con? Nhưng chuyện xưa đã qua thật lâu, bạn con biết được gì ngoại kể rau trội, con cảm thấy nó kỳ kỳ. Có gì đâu mà kỳ. Quang ơi, có nhà không Quang ơi? Ừ, có. Thành hả? Chờ Quang chút nha. Bạn con kiếm. Thôi, để ngoại vô, kẻo con lại bực mình á vì ngoại kể cái chuyện đời xưa. Ngoại không phải gì đâu ngoại. Ủa trưa nắng vậy mà Thành tới tìm Quang có chuyện gì không? Thành mang trả cho Quang bộ sách nè, ngày mai Thành về quê ăn Tết với gia đình rồi. Vậy hả? Ừ Thành à, cảnh ăn Tết ở dưới quê chắc là có nhiều nét đặc sắc lắm phải không? Trời ơi, Tết ở dưới quê sao bằng ở trên Sài Gòn. Ở đây có nhiều hội hè, ca nhạc, phim ảnh, chứ ở quê chỉ đi qua đi lại nhà họ hàng thăm tới thăm lui, mỗi chân muốn chết luôn vậy đó. Năm nào lúa trúng mùa thì có diễn văn nghệ mừng xuân, ôi nhưng mà chỉ toàn là cái nhà lá vườn không à. Phải rồi, vui như vậy á cho nên Thành về quê ăn Tết cũng phải. Có đâu, Thành rất muốn ở lại Sài Gòn đón xuân, nhưng mà chẳng lẽ Tết mà không về. Còn gia đình Quang ở Sài Gòn,
ngoài bà ngoại không còn họ hàng thân thích ở đâu, cho nên quán đây rất thèm không khí gia đình quây quần, nhất là nơi miền quê chân chất. Nhưng ao ước hoài không có dịp đi. Mà quê của Thành ở đâu? Quê của Thành hả? Ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Quận Bình Thủy có phải là ngày xưa ở nơi đó có làng Long Tuyền chuyên hát hò dè đôi đáp với nhau không? Ôi chuyện đó ai đâu mà nhớ. Mà Quang hỏi chi vậy? Đề tài luận văn tốt nghiệp của Quang là về hát đối ở làng cổ Long Tuyền, hiện giờ hầu như đã mai một. Quang có sưu tầm được nhiều tài liệu nhưng chưa có dịp về Long Tuyền khảo sát để gặp người thật việc thật, tìm hiểu thêm cho luận văn thật hoàn chỉnh vậy mà. Thôi đi, Quang có hỏi chắc cũng không mấy người nhớ đâu. Thời nay người ta chuộng nhạc nhẹ, chứ ai mà hò hát ê a một cách cổ lỗ sĩ như vậy chứ. Thành mừng rằng mình học bách khoa nên không cần mất công lục lọi những câu văn vẽ vô bổ đó. Thì vô bổ vậy chứ ai nhờ Quang làm thơ viết văn giùm mấy tờ báo tường, không có văn học liệu có giúp được Thành không? Đúng là giỏi văn cũng có lợi. Quang đã giúp cho Thành rất nhiều, nên bây giờ Thành đề nghị chuyện này nha. Là chuyện gì? Thì năm nay Quang xin phép ba má theo Thành về quê ăn Tết, hướng không khí trong lành, rồi hỏi thăm cô bác với ông nội của Thành, coi họ nhớ gì không giúp góp nhặt ca dao. May mắn làm sao, chỉ sợ Quang làm rộn trong ngày xuân bề bộn, gia đình Thành sẽ vui đón người khách miền xa. Vậy thì Quang cảm ơn Thành nhiều lắm nha. Vậy nha, vậy thì ngày mốt 8 giờ Thành chờ Quang ở bến xe miền Tây. Thôi Thành đi nha. Ừ. Bình Thủy, Long Tuyền. Bình Thủy, Long Tuyền. Ngoại, ngoại đang lẩm nhẩm gì vậy ngoại? Ai vừa nhắc cái tên Long Tuyền thân thương vậy? Vào đêm trăng sáng, gái ông Kinh chèo ghé đối với trái xóm chùa, gái ông Tường hẹn với trái rạch chanh trên cánh đồng mới gặt. Anh hẹn với em ra viên sẽ đem trầu cáo sang nhà dặn hỏi. Ngoại, ngoại ơi, ngoại có sao không ngoại? Ủa, ngoại đâu có nóng đâu, sao ngoại nói cái gì ngộ quá vậy? Thôi ngoại ơi, để con rót trà cho ngoại uống nha. Ngoại, uống đi ngoại. Bộ con tưởng bà già lẫn này nói sàn phải không? Có gì đâu, ngoại nghe con và bạn con nhắc tới cố hương Long Tuyền Bình Thủy, tự nhiên ngoại... Ngoại à, tiếc là lần này con đi với bạn, chứ bằng không con sẽ dẫn ngoại theo. Ấy là ngoại nói vậy thôi, chứ con còn trai tráng, đi chơi Tết với bạn bè, không lẽ phải dẫn kè kè một bà già lúc nhớ lúc quên, làm sao cho tiện. Ngoại, con cũng biết tuổi ngoại giờ như ngọn đèn ướt gió, bữa nay còn khỏe, không biết mai này ra sao. Ước mơ về quê không thành sự thật, môi sầu tha hương, đêm đêm nằm mộng mơ về sông xưa, và luôn mong nhìn bến nước cái con đò. Ngoài đây dù nhắm mắt cũng yên lòng, ba má bao năm hứa hẹn cùng với ngoại thăm lại quê nhà tìm gặp những người quen, những lời hứa trôi theo trăm nghìn công hiến.
sợ rằng ngoại bị mệt nên đành thôi. Ngoại biết, vì vậy ngoại đâu có trách cứ gì ba má con. Trong mây, mây kéo ngang trời, trong quê xa khuất suốt đời không vui. Chiều chiều ra ngõ đứng trong, trong non non ngất, trong sông sông dài. Hình bóng cánh đồng xanh chìm mà đóng nỗi u hoài. Yêu quê hương của một thời son trẻ, nghiêng mái tóc dài ngoại soi bóng bờ ao. Chắc có nhiều chàng núp sau rặng mù ô nhìn cô gái hiền lành duyên dáng. Ngoài có nhớ anh mắt nào lưu luyến, hay ai mượn ca dao để ngầm tỏ chân tình. Dù có mối tình nào thì qua 40-50 năm xa cách, trong đó có hơn 20 năm chinh chiến, thì người ta cũng đã quên hết rồi, còn gì mà nhắc hả con? Vậy chứ ngoại nhớ điều gì mà mong về quê hả ngoại? Con cao chết quay đầu về núi cũ, con chim đi xa còn vọng về cành nam, cất giọng hót thương quê. Con lớn lên nơi phồn hoa phố thị, chưa một ngày đến vùng đất quê hương. Nghe ngoại hò con chợt trộn yêu thương, và nghe nồng ngắm mùi lúa khoai rơm rạ. Đùng rơm đốt đồng con hoài trong ký ức, dù cô gái năm xưa tóc trắng tựa mây chìm. Đành rằng dùng nào trên đất nước cũng chung một nguồn cội cha ông, nhưng có một nơi lòng ta lưu luyến nhất, nơi đầm mấy đà tình cắt rốn mấy chôn nhau. Ngoại, ba cháu mình cùng đi Cần Thơ nghe ngoại. Hả? Con nói thiệt, con dẫn ngoại đi hả? Ngoại sắp về thăm cái làng xưa, có câu hát quê tình ngày xưa hả con? Nhưng mà Tết nhất tới nhà người ta có tiện không? Con tính rồi, ba cháu mình sẽ mướn nhà trọ, không phiền tới gia đình của Thành đâu. Con sưu tầm câu hát, ngoại thăm lại quê xưa, biết đâu chừng gặp lại một người là người năm xưa, cùng nhau hát câu hò nương nương. Ngoại thèm chân đất thăm mi lúa như thời con gái nồng thắm, chứ đâu mong gì ai thương nhớ và già run rẩy. Ngoại, ngoại rụng răng thì ngoại mang răng giả vô cũng đẹp lão như thường à. Vậy bà cháu mình đi nghe ngoại. À, đi ngoại. À, đi con ơi. Ông ơi, ông có nhà không ông? Đứa nào đó? Sen hả con? Dạ. Vô đây đi. Dạ, con chào ông Sáu. Kêu bằng ông nội cho quen đi con. Chứ bay với thằng Thành sắp về chung một nhà rồi. Dạ, ông nội. Ừ.
Ông nội ơi, chuyện con với anh Thành á, còn xa lắm. Ảnh học ở trên Sài Gòn, biết đâu để ý cô nào khác rồi. Con yên tâm đi, gia pháp của nhà ông nghiêm lắm. Thằng Thành mà nó vong tình phụ nghĩa hả, về đây ông biểu nó nằm sấp xuống đất, hít 100 cái liền. Ông nội, nội, nội phạt anh Thành kiểu nhà binh như vậy. Ảnh sức dốc học trò, lại ăn cơm sinh viên không à, chịu sao nổi hả nội. Mới nói có chút xíu gì mà binh rồi ha, vậy mà còn chối là tình nghĩa còn chưa sâu đậm. Thôi, ông không nói cái chuyện đó nữa. Nói nữa cái gò má bay nó bằng cái bông mồng gà ngoài giường luôn. Nội. Sao, con qua đây có chuyện gì không? Dạ, dạ thưa ông nội, chi đoàn thanh niên phường tính tổ chức một đêm văn nghệ mừng xuân vào đêm 28, nên chuẩn bị nhiều điệu hò câu hát. Nội à, anh bí thư dặn là phải đến hỏi ông để cùng góp cho xóm tụ Tết này. Thanh niên hát hò nhảy múa đông vui rộn ràng khi thế đầu năm, nhưng tuổi bay thuộc rành tân cố nhạc, đâu cần ông già phe phẩy quạt mo. Tao làm quân sư coi bộ hơi thờ gì. Ông biết hát đối kiểu xưa. Ông ơi, xin dạy cho tụi cháu dựng chương trình, bản sắc dân tộc mình càng được phát huy. Nghe ông. Ôi, mấy chục năm nay rồi tao có hát hò gì đâu mà tụi nó biết. Ông à, ông biết không, Nguyên á là bà cô của bạn anh Nam. Mà anh Nam á là bạn của anh bí thư. Cho biết á, hồi xưa ông là tài hát đối cự phách à. Hát ở đâu á, là mấy cô mê tới đó à. Trong đó hả, có cô bạn của bạn anh Nam đó. Trời đất ơi, bây nói cái gì mà kéo dây kéo nhợ vậy? Nào là bạn của bạn rồi của bạn. Trời ơi, tao điếc cái lỗ tai luôn vậy đó. Bây nói mà bây nói mà tao nhớ tới chuyện nha. Dạ, chuyện gì vậy ông? Có một cái ông đó tánh tình vô tâm lắm. Chuyện nhà cửa thì để mặc cho vợ con anh em lo hết. Bữa đó bạn tới rủ đi nhậu, ông nói vậy nè: bữa nay tôi không nhậu được, bởi vì tôi phải đi đám giỗ của má vợ thằng em rể tôi. Má vợ thằng em rể? À. Má vợ thằng em rể. Ủa, vậy là má của ông ta chứ ai? Ông chọc con hoài à. Bây giờ ông nói chuyện nghiêm chỉnh nghe. Dạ. Hát đối thì phải có bạn, có nhóm. Nhưng bây giờ có ai còn nhớ những làn điệu cổ truyền đó đâu. Ông giúp tụi con đi. Thôi được rồi, ông ráng nhớ được bao nhiêu thì ông giúp bấy nhiêu nghe. Dạ. Mà cháu tính trình diễn văn nghệ để khoe với thằng Thành phải không? Dạ con. Ông nội ơi, con về nè ông nội ơi. Anh Thành về nội ơi. Này nó linh quá ha, nhắc cái có liền. Dạ, thưa ông nội, con mới về. Ủa Sen, em mới qua chơi hả? Dạ. Cháu về ăn Tết hả? Còn bà với cậu đây là... Dạ, con xin giới thiệu với ông nội, đây là Quang, bạn của con. Còn đây là bà ngoại của Quang. Dạ, chào bà chị. Dạ, chào ông anh. Chào cháu. Dạ, chào ông. Xin mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn ông. Cháu ngồi đây đi, cháu ngồi đi. Dạ. Chị uống miếng nước đi chị. Dạ. Uống nước đi cháu. Dạ. Chắc hai người cũng về quê ăn Tết đây hả? Lâu lắm rồi tôi mới về quê đó ông anh. Hai người còn bà con gì ở đây không? Dạ thưa ông, nghe ngoại cháu nói á, lúc trước ngoại cháu cũng từng sống ở đây. Nhưng mà kể từ khi ngoại cháu lên Sài Gòn, ở dưới này không còn ai quen hết á. Mà ngoại cháu hay quên lắm, nên cũng không nhớ rõ nữa. Ông nội à, vì biết hai người không còn người quen, cho nên khi con nghe Quang và bà ngoại của Quang cùng về thăm quê, con rủ đến đây cho vui cửa vui nhà.
xin cho tôi biết bà với cháu hoàng ở tại nơi đây vào ngày tháng năm nào, không chừng quen thuộc là bạn lâu rồi. Tôi hay quên lắm, phải hỏi thằng Quang, ngoại ở Cần Thơ hồi nào vậy con? Ngoại không có nhớ đặng. Chỉ cũng như không, con là hậu sinh, chuyện trước đâu rành, thế ngoại kể sau. Con nghe vậy thôi. Hay là bà nói tên? Chắc là ông nội lần ra mọi chuyện, những người sống ở đây nội biết tường tận, mai ra sẽ giúp được. Cái thằng, con nói vậy rồi bà để tưởng ông nội là người khó tánh sao? Bà đừng nghe thằng Thành nó nói bậy. Nhưng nó nói cũng đúng. Đúng là ông khó tánh hả ông? Không phải. Tôi nói nó đúng là chuyện bà nói tên họ của mình, của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Chắc tôi nhớ được mình có quen nhau không vậy mà. Tên tôi mà nhiều khi tôi còn quên, huống hồ gì tên ông bà, cha mẹ. Sao kỳ quá vậy cả. Quang ơi, con nhắc giùm ngoại coi con. Dạ, ngoại cháu tên Vân, thường kêu là bà Hai. Tên Vân? Tôi không nhớ ai tên Vân hết. Chắc là lúc bà ở Bình Thủy thì tôi đã đi kháng chiến rồi. Kháng chiến? Tôi có đi kháng chiến nữa. Mà sau đó thì tôi hoạt động ở trên Sài Gòn, tôi bị giặc nó bắt, tụi nó tra tấn quá, nên về già tôi lúc nhớ lúc quên. Ông đừng có cười tôi nghe ông anh. Dạ không có đâu. Dẫu mình không có quen nhau ở Long Tuyền thì cũng là đồng đội mà. Bà chị đừng ngại, không chừng quên mà khỏe à. Chứ nhớ hoài nhớ quỷ chuyện đã qua như tôi thì thêm buồn chứ không ít gì. Dạ thưa ông, ở đây bà ngoại và cháu không còn bà con thân thích nào cả. Không biết hai bà cháu có làm phiền gia đình không? Bằng không thì cháu xin kiếm nhà trọ ở tạm. Ơi, cái gì mà phiền. Nhà ông rộng lắm, có khách ở thành phố xuống chơi là mừng quá rồi. Cháu và chị hai cứ ở lại chơi ăn Tết cùng gia đình, vui đón xuân và thăm xóm thăm làng. Ông tốt quá mở lòng ra đón rước, con cảm kích và tri ân lòng hiếu khách. Chốn quê nhà đã khác hơn xưa, nhưng tôi rất mừng vì tình quê không phai mờ. Thanh à, con đưa bà với cháu Quang vào trong nghỉ đi, rồi ra đây ông biểu. Dạ. Cảm ơn ông anh. Để con đưa bà vô trong. Bà ngoại của anh Quang trông hiền từ dễ mến ghê hả ông? Ông ơi, ông giúp cháu tiết mục văn nghệ nghe ông. Được rồi, ông sẽ dạy cháu hò mấy câu thiệt là đập, cho thằng Thành nó mau mau cưới cháu. Chứ để lâu ngày sợ đám thanh niên nó rước nàng về dính mắt. Nội. Ông nội. Ông nội nói chuyện gì với Sen mà con nghe có cái chữ cưới vậy? Anh Thành, anh biết không, nội sẽ dạy em hát đối để góp mặt vào tiết mục văn nghệ mừng xuân đó. Hò hát văn nghệ? Dạ. Trời ơi. Ủa, sao anh lại cười? Sen ơi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, người ta tân tiến lắm. Có làm văn nghệ thì hát tân nhạc, hip hop, nhạc pop, nhạc rock, chứ ai mà hò như mấy ông già bà già. Bây nói ra là biết dốt đặt cắn mai rồi. Mấy ông già bà già mà hò cái gì? Tập tục này hồi xưa là do nữ tu nam thanh, trên ruộng đồng hát hò đối đáp với nhau, hoặc vào lễ hội hay mừng xuân. Nữ thì kiếm chồng, còn trai thì kiếm vợ. Đó là chuyện đã 30-40 năm. Tuổi trẻ bây giờ khác rồi nội ơi. Sen à, các bạn quê mùa không bắt nhịp trào lưu, anh sẽ tặng liền mấy đĩa nhạc hay để mọi người liệu mà học tập, hòa nhập theo kiểu sống ở thị thành. Anh Thành, anh nỡ nào dè biểu chê bai những bạn xưa cùng chăn trâu cây gặm
chia sớt nhau từng con cá con tôm, dầu dãi nắng mưa vất vả hai mùa. Ra thành học cao anh thấy mình thua thiệt, thiên hạ rẻ khinh bàn chân lâm đất bùng. Họ gọi anh là hai lúa ra thành, nên anh quyết lòng bỏ lớp áo nhà quê. Cái gì mà nhà quê ra tỉnh? Ai nói với con câu đó mới là người kém cỏi, ấu trĩ. Thử cho nó về quê lỗ ruộng đi, hay là chèo xuồng đi cậu khỉ, coi nó có té lên té xuống bị người ta chê hay không. Lúc đó ông sẽ kêu họ bằng cái đồ ở thành phố mới xuống. Nhưng rồi làng quê này sẽ thay đổi, cũng giống như ở thành phố thôi ông à. Chừng nào làng quê thay đổi rồi hãy tính. Nhưng em nhớ ngày xưa anh nói học xong anh sẽ về quê cho đồng lúa thêm bông vàng, và với bớt mồ hôi và hiền sớm hôm nhọc nhằn, cùng bao chàng trai cô gái xây đời ấm no. Trong buổi mơ qua lớn khôn thêm rồi cần nhìn đời trong thực tế, ở nơi đô thành anh mong kiếm tìm giàu sang. Anh Thành, có phải vì anh toan tính rời bỏ vùng đất bình yên này nên rẻ khinh những câu ca thấm tình nguồn cội? Có phải anh cũng sắp quên cô gái không phấn son tơ lụa, chỉ biết sớm hôm giàu dài chung quê nghèo? Mơ ước ngày xưa chỉ như thoáng bọt bèo. Anh tìm làm rồi cưới em lên thành phố, nên em cần nắm bắt kịp trào lưu, rồi vợ anh sẽ lòng lấy thước tha, không còn táo tận mốt từng hạt luôn. Anh Thành, em không bao giờ rời xa đất quê hương, xin anh đừng bắt chim rời tổ. Thành à, ông có nghe lầm không vậy con? Người ta nghèo không đất cánh dùi thì mới tha phương cầu thực chứ. Còn nhà mình có ruộng đất làm ăn khá giả, sao con không muốn quay về là sao? Dạ con, thưa ông nội, con cần phát huy tài năng và kiến thức chứ không chôn chân trong chốn ao tù. Về nơi đây tương lai thật quá mịt mù, nhưng có biết bao kỹ sư chân đất đã làm nên danh tiếng đất Tây Đô. Đất không phụ người, đừng phụ đất con ơi. Con nên nghĩ suy để đừng hối tiếc. Con đã lớn nên có quyền lựa chọn, mọi người đừng ngăn cản chỉ uổng công. Anh Thành, đây không phải là lúc nói chuyện đi hay ở. Anh hãy đem niềm vui cho ông nội, cho ba má của anh. Sen, nội anh đã già thì anh còn hiểu được, nhưng còn em thì đang trong tuổi thanh xuân, nên cùng anh trời cao tung cánh. Đây quay lại
Con coi ông đã già và bảo thủ, nên không thèm để ý đến lời khuyên. Nhưng đôi tay già nua nhiều năm tháng chắc chiêu, đông từng bộ lúa cho con ăn học. Con cá dưới ao nuôi con lưng dài dây rồng, lời ru của mẹ hiền vô giấc con say. Con biết ông đã lao động ăn say, người lão nông băm làng băm đất, nhưng đất trồng không giá trị bằng đất bán. Ông nên nghĩ rằng mà thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy là bán đất bỏ quê mà đi hả? Không, không bao giờ. Tao không muốn nghe bất cứ một lời bội bạc nào của mày nữa. Anh Thành à, tại sao anh lại chọc ông giận? Anh xin lỗi ông đi. Anh chỉ nói thật, nói đúng thực tế. Sen, em phải lên thành phố để xem người ta sống ra sao, thì em sẽ biết rằng anh có lý. Phải, anh nhìn xa biết rộng. Còn em chỉ là cô gái quê mùa được chưa? Sen, hình như chúng ta không hiểu nhau được nữa rồi. Sen, Sen à. Đang gặt lúa hả mấy cháu? Ủa? Ông nội. Chà, lúa năm nay tốt quá ha. Bà con mình ăn Tết lớn nghe. Nhớ hồi xưa, những dịp gặt lúa như vậy, thường gian khúc dân ca, đồng trên sông dưới, gái trai khoe tài, hầu dơi đi hết mệt mỏi ngày đêm, rộn ràng câu hát cùng nhau vui cười. Vậy nội họ cho tụi cháu học tập liền và viết thêm bài để diễn mừng xuân nghe nội. Ông đi ghi lại cho bay trăm bài, con nên hát cho anh em biết, đặng liệu mà góp ý thật hay. Vậy thì con sẽ hát ngay, nhờ ông chỉ dạy cho con thật rành. Họ chị Sen ơi, hát đi ngay. Được, Sen họ ngay. Hò ai mà xanh đặng trăm trai, ai mà ngựa sắt roi dài dép giặc ân, ai mà ngất ngưỡng trên bành cởi voi súng trận, trừ loài ác gian. Hay quá chị Sen ơi. Hò bảo cơ sanh đặng trăm trai, phù đồng roi sắt giết rài giặc ân, bà trưng ngất ngưỡng trên bành cởi voi sung trận. Hò cởi voi sung trận, trừ loài ác gian. Chà, đứa nào hò dữ vậy ta? Sen. Dạ. Con hò bài khác cắt cũ kiểu hơn đi. Dạ. Hò đi chị Sen, hò đi. Hò chim chìa voi bay ngang đám thú, cá bá trầu lội mà đối đằng, anh mà đối đằng khách má đào xanh đôi. Dạ, câu này khó dữ rồi nghe. Anh gì ơi, anh hò thử coi được không? Hò nước chanh dây chấm vào mắm mực, rau muối viết
trộn lộn giấm son, bốn mùi hiệp lại càng ngon. Như hoa với bầu hò, như hoa với bầu chẳng còn cách xa. Ủa mà là sao không hiểu hết trơn vậy ông sao? Thiệt là ngon lành ha. Con sen thì đưa ra bốn chữ trầu cao vôi thuốc, là lễ vật dùng trong đám cưới đó. Còn cậu đó thì lấy giấy mật son và viết, đó là những đồ dùng dân phòng. Để đối lại nghe chàng chắc thật đã tay, cáo nhân là ai cho tôi biết mặt mày. Thưa ông, là con đây chứ có ai xa lạ, mà ông nhìn không ra còn khen chẳng tiếc lời. Anh Quang, anh là người ở chốn thị thành, vậy mà biết hòa ngọt liệm chẳng thua ai. Học khoa văn phải làm bài tốt nghiệp, nên tôi sưu tầm thật nhiều làn điệu, nhất là câu ca xưa của vùng Bình Thủy, mà được quyền lưu là hát đôi Long Tuyền. Khi bao thanh niên chê cầu hát quê mùa, thì cũng có người trân trọng lời xưa, như tìm hạt châu dưới biển muôn trùng. Ông rất mừng và vơi mất nỗi âu lo. Thưa ông, chắc ông lo chuyện của Thành. Dạ, cháu có tình cờ nghe chuyện, nhưng chắc là Thành chỉ nhất thời nông nổi, chứ vẫn yêu quê, yêu thương ông bà cha mẹ và người bạn gái hiền hậu. À, cháu theo Thành về đây để sưu tập tư liệu. Cháu rất cần sự giúp đỡ của ông. Ông à, ông hò cho cháu nghe để học hỏi nghe không? Nhiều năm rồi ông không có hò vì không có tri âm. Nay cháu muốn nghe thì ông đành trổ cái giọng rè này vậy. Mọi người ơi, vỗ tay ủng hộ tinh thần cho ông đi. Đất biển dọn sông bỏ công em cây, lúa xanh đồng em nhìn thấy mừng không. Đôi ta xứng vợ xứng chồng, sang năm anh rước hò. Sang năm anh rước em về chung một nhà. Con cá sặc mà rượt con cá rô, ăn nói xô bồ không biết trước sau. Em đây chẳng phải người nào, anh không cứu nước, anh không cứu nước em nào có thương anh. Trời đất ơi, ai hò hay dữ vậy trời? Quá trời hay luôn, con ơi. Ai, ai vậy? Ai mà biết câu hò đó? Có phải là ngoại? Có phải là ngoại hò không ngoại? Ờ, thấy câu hò quen quen, ngoại đối chơi chợt vui mà. Bà chỉ có phải là Mẫn, người đẹp Bình Thủy vào những năm 50 không? Ông lầm rồi, ngoại cháu tên Vân mà. Tên Vân là do ngoại đổi tên từ khi hoạt động cách mạng, còn Mẫn là tên thật của ngoại. Vì ít ai gọi nên nhiều lúc ngoại quên. Nhưng ông đây Mẫn, Mẫn quên thiệt rồi sao? Chứ tôi thì vẫn nhớ như in. Mẫn là người Bình Thủy khi xưa, được mọi người ca tụng và đồn đại như câu chuyện liêu trai. Bởi vì có những chàng trai cứ theo tôi hoài để tán tỉnh và cờ kêu, để giấu che cơ sở cách mạng, nên phải đành quen một chàng trai không ngờ giác ngộ được ngay, cùng tham gia hoạt động và họ đã yêu nhau. Nhưng vì nhiệm vụ, chàng trai vào chiến khu, còn cô gái lên Sài Gòn, họ mất liên lạc. Chàng trai đã có vợ con và cháu nội, chắc cô gái ấy cũng vậy.
Không, cô gái bị giặc bắt, tra tấn và mất khả năng làm vợ, làm mẹ. Cô ấy không dám về quê gặp lại người xưa và nuôi đứa con gái của đồng đội làm cô. Đó là má thằng Quang. Ngoại, má con là con nuôi của ngoại sao? Phải, nhưng đó là người thân duy nhất của ngoại trong cuộc đời vui ít buồn nhiều. Bà ơi, chuyện của bà nghe cảm động quá. Còn người xưa của bà là anh Nhân, Sáu Nhân. Tôi là Sáu Nhân đây. Anh Sáu là anh đó sao? Phải, Mẫn. Anh Sáu, Mẫn ơi, tôi chờ Mẫn hết bao con trăng mờ rồi trăng tỏ, nhưng người xưa không về bên cô. Đành ra nghĩa với một người đồng đội, nhưng bà ấy cũng rời xa khi con mới ra đời. Tôi ôm nỗi buồn đau không nói nên lời. Không ngờ khi da mồi tóc bạc còn gặp lại người xa nhau vì hoàn cảnh trớ trêu. Tôi chỉ mong rằng ông hạnh phúc, nay ngỡ ngàng vì tương phùng không hẹn trước. Xin anh Sáu ơi, đừng giận tôi nhiều. Vui thì vui mà giận thì quá giận. Mấy chục năm rồi tôi mất tôi quá niên, chỉ vì mắt cám mà người ta đi biển để câu hò trên bến vắng buồn hiu. Thì Tết này tôi về đây thăm ông nè. Về thăm mà nhận không ra tôi, cũng nhờ tôi hò mới biết. Bằng không tới chừng về Sài Gòn cũng không ai biết ai. Hồi đó môi thắm má hồng, bây giờ răng rụng tóc bạc, miệng mốm làm sao nhận ra liền được. Đi xa lâu quá, cảnh vật đổi khác hết trơn. Chắc ngôi nhà của tôi không còn. À Mẫn à, nhà của Mẫn ngày xưa vẫn còn nguyên à. Còn hình của Mẫn ở đó nữa đó. Thật vậy hả ông? Phải chi được thăm lại nơi đó thì hay quá. Được rồi, để tôi đưa Mẫn đi. Ngoại ơi, để con đi theo săn sóc cho ngoại nghe ngoại. Ý, anh Quang. Hả? Trời, hai ông bà muốn đi riêng để tâm sự mà anh chen vô chính giữa, làm sao họ nói chuyện được chứ. Phải ha, tôi thiệt là thiếu tâm lý à. Ngoại gặp lại bạn cũ, coi bộ bà tỉnh táo hẳn ra đó nha. Thấy ông nội và bà ngoại anh tái ngộ, Sen chợt nghĩ ra một ý đó. Ý gì hả Sen? Sen sẽ mời ông nội và bà lên hò, đúng chất giọng truyền thống của vùng Long Tuyền Bình Thủy. Đúng đó, ngoại của tôi nhớ nhiều câu hò lắm. Nhờ ngoại mà tôi mới yêu mến những điệu hò Cần Thơ, ngọt ngào mà giản dị, thấm vào lòng như vị mật. Sen cũng mời khách phương xa là anh cùng lên sân khấu. Mấy câu mùi mẫn vô cùng, nếu tôi hò thành ghen thì chết, hay Sen rủ thành cùng hát, tôi đây sẽ vỗ tay dùng. Thôi anh ơi, anh Thành á, anh chỉ mê thứ nhạc hào nhoáng ở thành phố hà. Còn những điệu hò quê nhà bị anh chê là quê cục mịch. Anh Quang, anh giúp tụi em nghe.
Thôi được, tôi sẽ cố gắng. Nhưng Sen nên nói chuyện với Thành, khuyên nhủ Thành nhiều hơn. Em biết rồi, cảm ơn anh Quang. Tôi nói rồi, để bữa khác đi thăm đồng đội, bà không chịu. Cứ đòi đi gặp cho bằng được. Bây giờ đi không nổi rồi đó, thấy không? Xin lỗi ông, chắc ông mỏi chân lắm à. Thì tôi cũng già rồi, đâu có cõng bà được như cái hồi mà trốn giặc bố ráp nữa đâu. Tôi không ngờ còn gặp được những người bạn cũ xa hàng mấy chục năm nay. Bây giờ đối với tôi, một ngày một giờ nào cũng quý vô cùng ông ạ. Bà nói đúng, tuổi già hắt hiu như mùa đông rụng lá, chưa biết ngày nào sẽ từ giã dương gian. Nên giữ gìn giờ phút thiêng liêng, nay trời dung gối niềm vui cho mình tương phùng với nhau. Ta nói tình xưa đã lâu lạc tháng năm dài, tay nắm tay đi trọn con đường. Nhìn nay gần đất xa trời, nhắc đến chữ tình con cháu cười chê. Giờ thấy nhau còn sống cũng đã vui lòng khi bài tỏ nỗi mình. Nhưng cháu nội tôi chê lạc hậu quê mùa, tôi quyết lòng nghĩ tăng tiếng cho con. Bởi tình yêu là muôn đời bất diệt, già không hề già hay trẻ bao giờ đâu. Chúng ta có quyền vui và hy vọng, tìm lại cho mình ánh nắng mùa xuân. Nhưng chúng ta đều có con cháu đùm đề hết rồi. Tôi biết con gái và cháu Quang rất hiếu thảo với bà, nhưng họ đều bận rộn, không thể chăm sóc tốt cho bà được. Từ ngày về quê, tôi thấy bà tươi vui rồi từ từ nhớ lại mọi chuyện. Hay là bà cứ ở lại đây đi, tôi với bà hữu hỷ có nhau. Khi nào muốn về thăm con thì bà về. Tôi cảm ơn ông có lòng tốt mời tôi ở lại, nhưng còn con ông, cháu ông thì sao? Tôi đã làm lụng cả đời dựng nên cái tài sản này, tôi nói là tụi nó phải nghe, chứ đâu có dám cãi. Tôi muốn con tôi kêu bà bằng mẹ, cháu tôi kêu bà bằng bà nội. Chuyện đó từ từ rồi tính, tôi còn phải hỏi ý con gái của tôi cái đã. Thôi bà ngồi đây nghỉ đi ha. Tôi vô dặn tụi nó nấu cái món gì cho bà tẩm bổ. Dạ thưa bà. À cháu. À bà, chuyện nội cháu nói với bà là thiệt hay giỡn chơi vậy? Đó là ý tốt của anh Sáu, nhưng bà chưa quyết định. Dạ, cháu tính thưa với bà một chuyện, mong bà đừng có giận. Có gì đâu, cháu nói đi, bà nghe đây. Dạ thưa bà, ở địa phương này, dầu sao thì ông cháu cũng là người có gia thế, lại ở trong hội cựu chiến binh, ba má cũng có chức vụ trong chính quyền, nên xử sự phải cần mẫu mực, không thể tùy tiện được. Cháu nói như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là một người trên 70 tuổi, 70 tuổi như ông, chẳng lẽ nào
lại cưới vợ. Cháu thấy không chỉ đơn giản là đám cưới, mà còn rắc rối biết bao nhiêu những chuyện về sau. Như nhà cửa ruộng vườn tài sản phải phân chia. Cháu đây là người không tính toán, nhưng sợ rằng thiên hạ gièm pha sẽ phức tạp cho đôi bên. Cháu cho rằng việc hai người sum họp là bà muốn giành giật gia sản hay sao? Cháu đâu dám nghĩ như vậy. Vì cháu học cao nên cháu biết có nhiều chuyện có thu xếp chu toàn. Bà đã hiểu ra và hứa sẽ không làm phiền gia đình, cho cháu khó xử với xóm làng. Vài ngày nữa bà sẽ đi ngay. Dạ, nếu bà nói như vậy thì cháu cũng yên tâm. Bà mệt quá, chắc là phải vào trong nằm nghỉ. Xin phép cháu. Anh Thành. À, Sen. Hổm rày em cứ lo chuyện gì đâu không à. Làm hai đứa mình không có dịp nói chuyện với nhau. Ngay cả quà tặng cho em, anh cũng chưa có đưa được. Anh có mua cho em một sắp vải, em có thích không? Em không cần. Anh đem mà cho mấy cô trên thành phố á. Sao? Sen à, bộ em còn giận chuyện anh nói là anh muốn ở lại thành phố sau khi thi tốt nghiệp hả em? Sen, anh chỉ muốn chúng ta, anh và em, có một cuộc sống tốt hơn. Đời con phải hơn đời cha chứ. Trong tình cảm, anh vẫn chỉ yêu mình em mà thôi. Anh yêu mình em, vậy tại sao anh lại ngăn cản chuyện tình cảm của người khác? Nhất là hai người già gần đất xa trời. Em muốn nói đến ông nội và bà ngoại của Quang đó hả? Thiệt là nực cười. Từng tuổi đó mà yêu cái quái gì. Em à, mấy cái vụ này anh biết rõ lắm. Người ta chẳng qua là coi gia đình ruộng đồng tốt tươi, muốn vô đây để tranh gia tài. Dù sao ông bà là người tuổi cao, cùng với anh Hoàng kết giao thân thiện. Anh nghi ngờ nợ sao bao ân tình, anh cũng quên. Anh vẫn tin tưởng ở nghĩa tình như em. Người con gái đã thủy chung chờ ảnh cùng nến duyên tơ tóc. Nhưng tình yêu là mùa xuân dành cho tuổi trẻ, chớ tình yêu đâu dành cho lứa tuổi cao niên tóc trắng da môi. Ông bà yêu làm chi khi con cháu đùm đề. Chuyện nói duyên thật là phí lý, chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Anh không thể chấp nhận họ thành đôi, dù anh với Quang vẫn là đôi bạn tốt. Anh Thành, anh nỡ nào tước đoạt niềm vui của hai người thủy chung nhân ái. Có thể nhất thời ông nội và bà sẽ buồn, nhưng rồi ngày mai đây sâu bay theo gió sẽ chóng quên đi bóng đồng thoáng qua vài giây sống yên vui bên đàn con cháu liếu lo gần kề. Ngày hôm nay khác thời xa xưa, ai cũng mong có tình yêu, nhưng phải dừng khi tóc nhuộm màu sương. Anh Thành, họ đều là người có tuổi, biết suy nghĩ và
thôi đi em à. Đừng để chuyện ông bà ảnh hưởng đến hai ta, để tình đẹp trở thành tình gian dở. Anh Thành ơi, em không muốn anh là người ích kỷ, anh nên kịp thời xin lỗi bà hai. Sen à, chuyện này không có đơn giản đâu. Hôm qua, chính tay anh nghe ông nội nói với ba anh là đưa giấy tờ căn nhà ở gần mé sông và mấy công ruộng. Hình như là muốn cho bà hai đó. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện tranh chấp gia sản vậy? Em thấy đó là tài sản của ông làm ra. Ông có cho ai, chúng ta cũng đâu có quyền xen vào. Nhưng ba anh là con trai duy nhất của nội. Anh là cháu đích tôn. Sao ông không cho anh mà đi cho người ngoài? Anh Sen à, anh không muốn mất cái căn nhà và số ruộng đất đó. Làm gì anh nghĩ đến em? Em không cần. Em không muốn nói với anh nữa. Sen à, anh Thành và Sen có thấy bà ngoại của mình đi đâu không? Mình đi tìm khắp trong nhà, ngoài giường mà cũng không thấy ngoại đâu hết à. Ủa, hồi nãy bà nói là bà đi vô nghỉ mà. Chắc bà đi dạo gần đây thôi à. Dạo sao nổi nữa mà dạo. Hồi nãy ông và bà đi nhiều quá mệt rồi. Trời ơi, có khi nào bà vì lời nói của anh Thành mà bỏ đi không? Thằng Thành nó nói cái gì? Dạ, con nói bà và ông đã già, không nên nghĩ đến chuyện chấp nối. Trời ơi, trời đất ơi. Thành, sức khỏe của ngoại rất yếu, nếu gặp chuyện buồn có thể ngoại quên nặng hơn. Như vậy là bà đi lạc, quên cả họ cả tên, không ai giúp giùm cho. Thành, con nỡ nhẫn tâm dùng những lời xúc phạm, lễ nghĩa nội dạy cho con quên hết rồi hay sao? Dạ con không có ý hại người, chỉ nói thật mà thôi. Mấy chục năm rồi ông bà mới gặp nhau, biết tâm tính thế nào mà mong tái hợp. Mình phải đi tìm bà mau, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Thành, nếu bà có chuyện gì xảy ra thì mày trả lời sao đây? Mọi người chia nhau đi tìm bà, mau lên. Mọi người đang đi tìm bà đó. Con không ngờ là bà lại tới nhà của con. Đây là nhà của cháu à? Dạ. Bà nhớ hồi xưa, nơi đây là bụi lao điều hiu. Chen qua đám lao này, đi một quãng là nhà của bà. Dạ, con biết rồi. Bà thường đi qua đám lao này để trốn mấy anh chàng tán gái phải không bà? Ôi, thời đó xưa quá rồi. Bây giờ bà là một bà già, không nên xen vào làm xáo trộn cuộc sống của con cháu. Con thấy ông bà rất đẹp đôi, con còn định mời ông bà lên hò nữa đó. Bà tin con đi. Ai cũng muốn tình xưa kết nối, con mơ rằng đến lúc già nua tàn phai.
mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bà. Ừ, bà đau chân phải không? Để con bóp chân cho bà nghe. Bà, bà về với cháu. Bà không về đó nữa đâu. Bà không muốn làm gia đình anh Sáu bất hòa. Anh Quang, có lẽ bà nên ở nhà của em nghỉ cho khỏe rồi hãy tính. Vậy thì xin nhờ Sen lo giùm. Tôi cảm ơn Sen nhiều lắm nha. Có gì đâu anh. Bà ơi, bà theo con vào nghỉ nha bà. À, thiệt Tết nhất mà tôi lại đến làm phiền gia đình của Thành, còn làm phiền Sen nữa. Anh Quang, anh đừng có nói như vậy. Sen rất quý bà ngoại của anh. Sen cũng không ngờ anh Thành lại xử sự như vậy nữa. Đây cũng là chuyện thường xảy ra. Người còn trẻ khó lòng thông cảm cho người lớn tuổi trong chuyện này. Quang sẽ khuyên Thành. Riêng tôi thì rất ủng hộ ông bà. Thì ra ở thành phố cũng có người rất tốt và hiểu chuyện, chứ không có phải khinh người như anh Thành vẫn nói. Anh Quang yêu điệu hò câu hát, lại yêu mến bà của mình. Còn anh Thành, tại sao anh lại thay đổi như vậy? Ngày xưa anh ấy rất hiếu thảo, hiền lành, lễ phép. Nhưng bây giờ hai bên cách xa muôn trùng, anh mơ bóng mây trên trời mà quên tình quê hương. Lòng sắc son đang nồng, Sen đừng nói câu nghi ngờ. Em vẫn lo kiếm tiền làm ai lãng sao tình thân, rồi duyên chắc đâu vuông tròn Sen. Hãy nghe tôi. Thành đang phân vân giữa nhiều ngã rẽ cuộc đời mà chưa nhận ra điều thiêng liêng nhất. Rồi đây khi ánh hào quang qua, Thành hư ảo, Thành lại vẹn nguyên bản chất ngoan. Phải là kẻ tối mắt vì tiền, khi qua nôn nóng mong tự khẳng định, người ta hay lỡ lời không lường hết nông sâu. Trong lúc này bạn bè đừng quấy lưng, hãy kiên nhẫn như dòng sông. Sợ rằng đôi tay mình bé nhỏ không đủ sức giữa ai đi về phía chân trời. Hãy cất lên điệu hò câu hát cho người xa quê thắp lại niềm tin. Tôi sẽ cùng Sen ngắm bài thơ quá khứ, chàng chưa nghĩa tình còn mãi. Anh Quang, Sen có ý định như vậy nè. Mình á sẽ dàn dựng tiết mục hát đối thành một hoạt cảnh. Mỗi người chèo một chiếc thuyền, bên nam đuổi theo bên nữ, vừa hò vừa diễn. Anh Quang thấy có được không?
À, có phải giống như vũ đạo của mấy tuồng cải lương không? Nhưng khó quá Sen à. Ừ, tôi biết hò, nhưng tôi đâu có biết chèo. Chuyện chèo á hả? Để Sen chỉ cho anh. Sen chèo đò qua lại sông Hậu hoài ha. Đây nè, anh chuẩn bị nha. À, anh cầm cái cây như vậy nè, coi như là mái chèo. Anh bước tới, anh chèo, rồi khoát nước, rồi ngã lui như vậy. Tới, tới, rồi lại lui lui. Anh cứ tới rồi lại lui. Anh thử làm đi, không có khó đâu mà. Công nhận nha, Sen mua thước tha thật là điệu nghệ, còn tôi cưng đơ tệ sao là tệ. Sợ rằng hai người diễn sẽ so le, khán giả cười chê tôi biết trốn nơi nào. Không sao, anh cứ tập từ từ, ngó theo tay em là chèo được hết. Nào, mình thử vài lần, chèo hơi nghiêng nghiêng về bên trái, được chưa? Rồi chèo bên phải nghe anh, coi như dưới chân là con sông lớn. Trời ơi, tôi tưởng tượng là chèo giữa ao sen và muốn lui thuyền hai đóa hoa tươi. Sao? Sao khó quá. Thôi anh thử lại đi, Sen dạy cho. Nha. Nè. Đó. Đó. Rồi. Đó. Trời ơi. Ôi da. Trời ơi, hình như là trời sập rồi. Nặng quá Sen ơi. Ôi da. Anh Thành, anh có sao không? Anh có bị thương không? Để em băng giùm cho anh. Không cần. Không cần đâu. Vết thương lòng của tôi chảy máu ròng ròng. Cô băng nổi không? Ủa? Anh bị thương chạm tới lòng gan phèo phổi lận hả? Trời chết ơi. Rồi, như vậy làm sao đây? Trời ơi, Sen ơi. Thằng Thành nó nằm nó đè lên tấm nệm kim đan là tôi nè. Thì làm sao bị thương cho được. Nó giỡn với em cho vui thôi. Ai giỡn với mấy người? Mấy người có biết đã đâm vào trái tim non của tôi rồi không? Anh Thành, anh nói gì kỳ vậy? Em cãi lộn với anh thì có, nhưng mà em đâu có dám cầm võ khí đâm anh, rủi thành án mạng hình sự rồi sao? Thôi đi, cô đừng có giả bộ. Tôi đã thấy rõ ràng cô và Quang hai người rất là tình tứ, vậy mà nói không đâm vào trái tim này. Anh à, hãy nghe em tận tường giải thích. Đó là sự cố ngoài ý muốn thôi. Chuyện của bà và ông nội tôi họ nói cũng là ngoài ý muốn. Bây giờ hai người cũng cho rằng chuyện xảy ra cũng ngoài ý muốn. Cậu về đây làm xáo trộn gia đình tôi à. Chuyện của em và Quang khác với chuyện tình cảm của ông bà mà. Anh, khi thấy anh bị thương em mới biết là tình yêu này dành trọn cho anh. Đó là những lời xuất phát từ con tim. Thành không nên ghen tức hay nghi ngờ, rồi hai người vẫn hờn tôi cùng không vui. Thành ơi, em thương anh và lo cho anh nhiều lắm. Cho dù hai ta đôi khi có bất đồng ý kiến, nhưng tình đã trao thì em đây trọn kiếp chẳng thay lòng.
vợ chồng. Em muốn anh chung tay xây dựng, góp sức mình làm giàu đẹp quê. Có một điều em tha thiết xin anh, đừng quá ích kỷ hẹp hòi rồi trở thành bất. Thành à, Sen nói phải đó. Thành đừng hiểu lầm Quang với Sen, vì lúc nào chúng ta cũng là bạn thân, phải không Thành? Bạn thân? Cảm ơn Quang. Người bạn thân, bạn tốt của tôi. Cảm ơn Sen đã nói những lời an ủi. Thấy Sen không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như những ngày xưa nữa. Tôi làm cái gì cũng sai. Tôi không thích những điều Sen ưa thích. Tôi ngăn cản tình cảm của ông bà. Tôi lại đến đây không đúng lúc. Hai người thì bận cợt đùa vui. Tôi cảm mình là một người thừa. Thành, cậu có còn là bạn của tôi không? Thật tôi không ngờ Thành đã quá nhiều thay đổi. Đã yêu nhau cậu phải trọn lòng tin tưởng, và từng bạn quan thành đừng để rời xa. Anh Thành, em và anh quen nhau từ nhỏ đến lớn. Không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà anh nghi ngờ em sao? Chẳng lẽ anh coi thường em đến như vậy sao? Anh không bao giờ coi thường em. Chỉ có em, em mới là người không tôn trọng anh và xem anh là một người xa lạ, có phải không? Em thật không ngờ mà. Sen, Sen. Thành, cậu có biết yêu không vậy? Cậu nín đi. Bây giờ thì cậu vui rồi, đã yêu bạn gái của bạn mình, còn lên mặt dạy đời người ta nữa. Cậu đừng có nói bậy. Mình chưa yêu ai cả, nhưng mình tin tình yêu không dễ thay đổi, trôi dạt như cánh bèo trên sông. Cậu suy nghĩ lại đi, hãy mở lòng mình ra, đừng hẹp hòi thiển cận. Nếu không, cậu sẽ mất tất cả đó Thành à. Sao tôi lại không biết yêu? Từ hồi 8 tuổi tôi đã yêu Sen tới bây giờ mà. Nhưng mà sao trong đầu mình lại có nhiều ý nghĩ khó chịu như vậy chứ? Ba Mẫn, về với tôi đi Mẫn. Tôi sẽ về thành phố và không bao giờ gặp lại ông nữa. Mình gặp nhau như vậy là tôi vui lắm rồi, nhưng không nên nghĩ xa hơn nữa. Mà đừng nghe thằng Thành nó nói bậy.
chuyện của mình không có liên quan gì đến nó hết. Ba má thằng Thành rất vui lòng đón bà mà. Thằng Thành nói cũng có phần đúng. Chúng ta già cả rồi, còn tính chuyện một tấc lều tránh, hai quả tim vàng sao ông. Chúng ta chỉ nên sống vì cháu con, không nên gây rắc rối thêm mà nhiều. Thằng Thành không biết học từ đâu mà về quê. Nào nó cũng chê bay, luôn miệng nhắc tiền khinh rẻ dân quê, thì tôi cũng sẽ chịu lòng cùng với bà sống dưới. Làm gì khi đã già tình ta đâu phải để vui đùa mà đắm đà nghĩa đồng đội thâm sâu. Hết cuộc đời ta mới tìm lại được các bọn thanh niên nay dần mai hờn. Đừng quẩn quanh chuyện dũng dặc tầm thường, ta nên cùng tránh trong niềm vui. Để tụi ở với ông, rồi tôi cằn nhằn suốt ngày, coi ông còn vui không nha. Đáng lẽ bị cằn nhằn mấy chục năm rồi, bây giờ mới nghe thì đáng kể gì. Bà cằn nhằn thì tôi cười hề hề là xong chứ gì. À, về chuyện căn nhà với miếng đất thì tôi đang chuẩn bị giấy tờ rồi đưa lại cho bà đó. Thôi thôi thôi, tôi không cần đâu. Mấy mươi năm nay ông đã cày cấy làm lụng ở đó, tôi lấy làm gì, lấy đất coi sao được. Đó là tài sản mà bà đáng được hưởng, mà không nhận thì tôi không có yên lòng. Nội, nội thật là quá đáng à. Tại sao nội lấy tài sản của mình cho người dân mà không cho ba má con? Thành, mày nói cái gì vậy? Nội nói là thanh niên tụi con nông nổi, còn nội thì sao? Vừa gặp người quen cũ thì đã lấy hai tay dâng nhà, dâng ruộng cho người ta, không nghĩ gì đến con cháu hết á. Ôi, mày biết cái gì mà nói? Sao con không biết? Căn nhà cổ đó nhiều người muốn mua bạc tỷ mà nội không chịu bán, bây giờ lại cho bà hai, chứng tỏ rằng nội không thương ba má và con. Nội chỉ lo bản thân của nội, còn ai sống chết mặc ai. Con đây thật không ngờ. Con nói gì ông không hiểu đầu đuôi, tại sao con lại hồ đồ như vậy? Mọi chuyện thật ra là... Đã nói rồi tôi không nhận đâu, đừng để tình nghĩa bấy phải mất đi cũng vì tiền bạc. Tôi biết ông tốt với tôi, nhưng không nên làm cháu nó buồn. Tôi cần nói rõ nguyên do căn nhà cổ kia và miếng ruộng. Con có biết là của ai hay không? Thì là của gia đình ta đã từ bao đời. Con nói đúng hay không? Không phải. Đó là tài sản của bà hai, tức cô Mận ngày xưa. Khi lên Sài Gòn hoạt động đã làm giấy ủy quyền cho ông bà cố của con, tức là ba má của nội để giữ gìn. Cho nên bây giờ ông phải trả lại cho bà hai, con hiểu không? Ông... Con không tin hả? Về nhà đi rồi ông đưa giấy tờ cho xem. Dù bao nhiêu năm trôi qua, ông cũng phải gìn giữ lời hứa với người bạn xưa, không thể chiếm đoạt tài sản của bạn. Con đừng nông cạn hiểu lầm bà hai, một chiến sĩ cách mạng kiên trinh. Thôi bà đừng buồn nữa, mình về đi bà.
Thì ra là như vậy sao? Tình nghĩa có thể sâu đậm đến như vậy sao? Người ta có thể giữ chữ tín với nhau hàng chục năm trời sao? Còn mình đã thật sự biết yêu chưa? Đã biết sống chưa? Hình như ngoài sao đò mình á, có một chiếc đò cứ lẻo đẻo theo hoài à. Khúc sông này vắng, con sợ quá ngoại ơi. Để ngoại coi. Trên đò có một lão già và một cậu thanh niên. Phải rồi ngoại. Để ngoại đánh tiếng thử coi họ muốn gì. Dạ. Họ sông sâu xấu lội tưng bừng, đường ai nấy rẻ, xin đừng theo sau. Nội ơi. Gì vậy? Bà lão ở đò trước nói sông có cá sấu. Ghê quá nội ơi. Ôi, năm nay làm gì còn cá sấu. Cá sấu thành món nhậu hay làm bóp đầm hết rồi, đâu còn dưới sông nữa. Họ hù cho mình bỏ đi đó. Còn cứ để đó cho nội. Tôi người lữ thứ tha phương, xấu thì mặt xấu, xấu thì mặt xấu rủ nàng hò chơi. Sen à. Dạ. Trong câu hò ổng kêu nàng, chắc ông già đó muốn hò với con đó Sen. Không phải đâu ngoại ơi, ổng kêu ngoại là nàng mới đúng á, chứ con chưa có lên tiếng mà. Bơ gai đó ơi, người nào là người nghĩa tôi đâu, nói cho tôi biết, tôi gửi câu ân tình. Con chê ông cụ con không hò, vậy thằng thanh niên nó hò rồi kìa, con trả lời đi. Dạ. Đây chính thật nguyệt nga, cùng người giao ước à, hò cùng người giao ước chính là dân tiên. Hò nguyệt nga nhân nghĩa dạt dào, tôi đây tử trực xin chào chị dâu. Mới hò câu đầu tiên mà làm em chồng coi như hết hy vọng rồi con ơi. Còn người kia biết có còn treo giá ngọc hay không? Ông thấy hồi hộp quá nè. Hỏi người thục nữ tóc mây, qua kia đã sanh bốn này hay chưa? Tóc mây bạc trắng mái đầu, chờ người quân tử giá sầu bao năm. Bà nói chưa có chồng. Nội để cho con. Sẵn đây ô thước nối thuyền, quân tử qua giờ thuyền quyến chưa chồng. Hữu tình duyên lại gặp người, trăng già mà lại hò, trăng già mà lại hơn mười rằm xưa. Sen. Con nói với cậu đó, họ như vậy là sao? Dạ, truyền thống của người Nam Bộ là ra đường gặp dịch cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. Bà ngoại, con với em chồng con tạo cơ hội cho ông bà rồi đó. Bơ
chiếc ghe sao chèo mau tôi đợi, soi tỏ ngọn đèn rõ mặt tình chung. Nay mừng nội ngoại sánh đôi, tuy rằng tóc bạc, tuy rằng tóc bạc da mồi vẫn vui. Có duyên xuân vẫn chưa già, đưa tay tôi nắm, chứ đưa tay tôi nắm đôi ta cùng về. Xuân sang nắng thắm mái đào, mừng ông Nguyệt Lao sẽ vào môi ta, mong nhân thế trọn bài thơ. Nguyệt Nga thỏa già mong chờ dân tiên. Quang, Quang, Quang còn giận mình không? Mình là bạn bè mà, có gì mà giận. Tiết mục của Quang và Sen thật là hay. Mình không ngờ những điệu hò lại hay và thấm thía như vậy. Thì ra xưa nay mình hiểu quá ít về Sen, về vùng quê này. Thành có hiểu những câu hò của tụi mình không? Mình hiểu chứ. Các bạn và ông bà cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ nhân nghĩa. Đó là điều quý giá nhất mà mình đã phần nào quên đi, nên làm ai cũng phật ý. Quang à, không biết Sen có tha thứ cho mình không, hay vẫn còn hờn giận vu vơ? Chính Sen đã đề nghị mình, cô muốn tìm lại Thành ngày xưa nhân hậu. Sen à, nếu em bằng lòng tha thứ tội, thì bước ra đây gặp mặt anh Thành. Chuyện xảy ra em đã quên rồi, hơi đau mà hờn giận người dưng. Sen, Sen à, anh xin lỗi em. Anh đã có nhiều cư xử không đúng. Anh mong làm người thành phố, nhưng anh chỉ mới nhìn thấy cái lớp vỏ hời hợt. Anh mới thấy sự hào nhoáng bên ngoài, chứ chưa nhìn ra mỗi người thành phố đều rất gắn bó với một vùng quê nào đó. Anh Thành, anh biết không, không có niềm vui nào hơn trong đêm xuân em được nghe anh nói những lời này đó. Anh Thành cũng là con của ruộng đồng, của những lời ru câu hát như Quang, như bà ngoại của Quang. Anh Thành, em rất muốn hỏi với anh, mà tại anh chê em mới phải hỏi với anh Quang để nhắc cho anh, chứ không phải... Anh hiểu rồi, nhưng mà tại vì cái... Thôi nhưng mà thôi, để anh sẽ học hò, để hò đối đáp với em, chứ anh không có nhường cho người khác nữa đâu. Cậu hò được thì mình mừng, chứ đứng hò với Sen, trời ơi, mình run cũng chết luôn vậy. Sợ cậu nghỉ chơi thì khổ. Không có đâu, không có đâu, hai đứa mình mãi mãi là bạn thân mà. Mà có lẽ sắp thành anh em, vì có ông nội và bà ngoại đến với nhau nữa. Ủa, mà hai ông bà đâu rồi? Họ trường phu sự nghĩa vuông tròn, ngàn năm lưu lạc gia con. Tôi còn thương bầu bầu ơi, nỡ nào người nghe dứt đôi cho đành. Về quê ta sống chung đôi, câu ca lúc xưa nay nghe ấm ran. Nội ngoại sao còn hát vang, trong khi khách tan lâu rồi. Mai ông sẽ đi bên bà hát vui dày với cậu chiến binh giữa tiệc mừng vui đón tân niên. Con xin chúc ông sống lâu nối duyên cho ngoại thêm nguồn vui chung. Con không trách ta nữa sao lại kêu tiếng ngoại ân cần thân thương. Con đã không hiểu tình yêu,
của ông bà đang quý vô sông. Dù cho nhiều năm chiến tranh xa người mà luôn sắt son tình chung, mình nên vững tin con người. Mong còn với sen sau này hai đứa thành đôi. Dạ sen, em chịu không? Em sao? Em nói đi mà. Em bằng lòng. Hết hồn à? Nhưng mà với điều kiện là anh phải về quê làm việc chứ không có được đi đâu hết à. Ờ biết rồi. Nhất định chừng đó mình sẽ làm phụ rể đó nha. Còn thằng Quang nè, có muốn cưới vợ Bình Thủy không? Ông làm mai cho. Dạ con. Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, có gì đâu mà con cứ ngập ngừng hoài vậy. Dạ con sợ. Sợ thì thôi, ông không có ép. Dạ không phải, con sợ mấy cô gái ở làng Bình Thủy này á không có chịu con thôi. Tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ ợt, có ông lo cho, đừng có ngại. Thành à. Dạ. Ai cũng phải có tình yêu hết. Tình yêu là mùa xuân của cuộc đời mà. Vì thế cho nên ta phải biết nâng niu và gìn giữ. Phải không mấy cháu? Dạ phải.